Không hai, hai đều rồi ba hai. Quá điên rồ, quá cảm xúc. Có lẽ các fan của Manchester United sẽ nhớ mãi về ngày Boxing Day năm nay. Một đêm huyền diệu, mơ mộng ngay giữa lòng nhà hát của những giấc mơ. Một chuyến tàu lượn không tưởng cho cảm xúc và chiến thắng trước Aston Villa như sự bảo chứng cho sức mạnh đến từ FC cứu thầy ở MU. Rằng dù có bị dẫn trước 2-0 và sắp bị bay ghế đi chăng nữa, các học trò của Erik Ten Hag sẽ hết sức bình sinh, chiến đấu để giữ ghế cho thầy 10. Và ở đó có một tiền đạo đã mở điểm tài khoản bàn thắng ở Premier League theo một cách không thể cảm xúc hơn. Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, chắc nhiều người cũng phải bất ngờ lắm khi MU mặc dù đang thi đấu nhiều hơn 2 trận đã leo lên vị trí 6 và chỉ còn kém Manchester City 3 điểm nữa mà thôi. Theo đó, đội bóng chủ sở Old Trafford bước vào cuộc đấu với Aston Villa cùng cảm xúc khá lẫn lộn. Nguyên nhân là bởi bên cạnh nỗi thất vọng toàn tập về mặt thành tích, thì các fan MU lại đang sống trong tâm trạng hân hoan với sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe. Thế nhưng đó là câu chuyện ở một clip khác. Còn giờ, hãy nói về đội hình mà Quỷ Đỏ dùng để tiếp đón đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cụ thể, dấu ấn lớn nhất mà Ten Hag tạo ra là việc để Scott McTominay ngồi dự bị, còn Eriksen đá chính. Đây là điều hợp lý khi ngôi sao người Scotland đã chơi không tốt vài trận gần đây. Trong khi đó trên hàng công thì Rasmus Højlund đá cao nhất và được hỗ trợ bởi bộ ba Rashford, Bruno và Garnacho. Tất nhiên, với những gì bốn cái tên vừa nêu đã làm vào trong tuần qua, thì các fan Quỷ Đỏ cũng tiết chế lại khá nhiều sự hy vọng dành cho họ. Được biết ở Anh hiện tại đang là ngày nghỉ lễ và các fan của MU không ngần ngại cất cao tiếng hát khắp bốn góc khán đài, trong khi hội trọng tài chính nổi hồi còi khai cuộc. Không khí sôi động được thầy trò Erik Ten Hag hưởng ứng khi là bên chơi lấn lướt hơn sau khi bóng lăn. Ở chiều đối diện, Aston Villa nhập cuộc khá thiếu tự tin và phải đến phút thứ 5 mới tạo ra được pha bóng đáng xem đầu tiên. Thế nhưng đường truyền vào trong của Leon Bailey ở thời khắc quyết định đã bị hậu vệ Quỷ Đỏ dễ dàng chặn lại, lệnh kết thúc tình huống. Bên kia chuyên tuyến, MU triển khai tấn công bên cánh trái của Garnacho khá nhiều ở thời gian đầu trận. Thế nhưng ngôi sao Nam Mỹ lại gây thất vọng khi mất bóng ở những giây phút quan trọng nhất. Kể cả ở tình huống phút thứ 14, khi cầu thủ sinh năm 2004 không bị cản lại, thì đường truyền của anh vẫn quá thiếu nhạy cảm để đến được với chân của Eriksen. Việc này khiến cơ hội của Quỷ Đỏ đi qua đáng tiếc, và rồi sự bí bách còn tăng lên khi hàng thủ đội chủ nhà cũng chơi không quá hay. Thậm chí Dalot còn suýt sắm vai báo thủ với một tình huống xử lý rất đáng trách. Tuy nhiên Aston Villa vẫn không thể tận dụng được thời cơ, dẫu cho họ đã dần lấy lại được thế trận từ tay đội chủ nhà. Nhận định trên nhanh chóng được chứng minh bằng pha đá phạt cực kỳ khó chịu của thầy trò Unai Emery ở phút 21. Theo đó, khi mà các fan Quỷ Đỏ còn đang bực mình với việc Leon Bailey bên phía đội khách đứng lì ở chỗ của Onana, thì lưới của MU đã bất ngờ rung lên. Hóa ra, chàng trai láu cá kia chỉ đóng vai chim mồi để gây ức chế cho thủ thành Manchester United. Không những vậy, người gác đền bên phía đội chủ nhà còn thoáng giật mình với đà di chuyển của vài chiếc bao áo xanh. Những cập nhật này sau cùng cũng chỉ làm nền cho pha đá phạt thành bàn của John McGinn. Và rồi tiếng hát bắt đầu thưa dần ở nhà hát Old Trafford. Tất nhiên với vị thế của một ông lớn đang chơi trên sân nhà, thì việc bị dẫn trước chưa phải là thử thách không thể vượt qua của Manchester United. Vậy nhưng Quỷ Đỏ lại khiến các cổ động viên phải ngạc nhiên vì độ kém cỏi trong công tác phòng ngự thời gian sau đó. Không ai hiểu vì sao chẳng cầu thủ nào chịu theo kèm Leander De Rocker ở tình huống chống phạt góc ở phút 26. Tiền vệ bên phía Aston Villa đơn giản đã nhân đôi cách biệt trong tư thế quá thoải mái. Và rồi các fan Quỷ Đỏ đã tạo nên một trang bu khá dài ở nhà hát của những giấc mơ. Mọi chuyện thậm chí còn tiêu cực hơn với những cổ động viên ngồi ngay trước màn hình khi nhiều người quyết định tắt TV để quay lại chiếc giường ấm áp của mình. Tất nhiên các ngôi sao áo đỏ đều có quyền trách khán giả khi mà chỉ còn đường dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Phút 30, Bruno nhận đường chuyền rất hay của Eriksen trong tư thế khá trống trải. Thế nhưng thay vì hãm bóng lại để bình tĩnh xử lý, cầu thủ người Bồ lại sút luôn và khiến nhiều fan ôm đầu tiếc nuối. Chỉ vài phút sau, đội trưởng Quỷ Đỏ tiếp tục là tâm điểm khi truyền sang cho Rashford dứt điểm. Tiếc là tiền đạo người Anh cũng chẳng thể tìm thấy mảnh lưới của đối thủ. Rõ ràng MU đã nhận chỉ đạo phải tấn công mạnh mẽ sau bàn thua thứ hai, nhưng chất lượng các pha xử lý cuối cùng của họ vẫn là điểm gây ức chế. Thậm chí là những tình huống xử lý của Garnacho trong hiệp 1 còn khiến nhiều người bực mình vì tốn bóng mà lại chẳng hiệu quả. Thậm chí đến cả người dứt điểm trúng đích nhiều nhất của Quỷ Đỏ trong 45 phút đầu tiên là Marcus Rashford cũng để thủ môn Emiliano Martinez át vía bằng phong độ rất tốt. Nhà vô địch thế giới 2022 đơn giản đã có phong độ rất cao và tự tin vào việc có thể khiến toàn bộ những chân sút bên phía đối thủ phải im tiếng. Niềm tin trên nhanh chóng được củng cố với việc đội chủ nhà không thể có bàn thắng trước giờ nghỉ và chịu cảnh bước vào đường hầm cùng bất lợi với mặt tỷ số. Thế nhưng hóa ra phần điên rồ nhất sau đó mới được diễn ra
khi mọi chuyện đã thay đổi 180 độ khi các cầu thủ quay lại sân. Phút 47, Quỷ Đỏ tấn công cực hay và Garnacho sau khi phá lưới Aston Villa đã ăn mừng không thể cuồng nhiệt hơn. Tạm gác lại pha lập công kể trên vẫn chưa đủ để MU gỡ hòa. Nhưng các cầu thủ áo đỏ cần những giây phút giải tỏa áp lực như vậy. Họ đã chơi tốt ở tình huống ghi bàn và đáng được nhận lời khen. Thế nhưng, dường như thật may mắn đang trêu người Ten Hag. Chỉ ít giây sau khi khuôn mặt của ông thầy 53 tuổi giãn ra đôi chút, thì tín hiệu của phòng VAR đã khiến mọi thứ đảo chiều. Garnacho việt vị và mọi thứ trở nên đáng tiếc một cách bi hài. Tất nhiên, diễn biến vừa rồi khiến trận đấu nóng hơn rất nhiều và mọi thứ lên đỉnh điểm ở phút 55 khi Rashford nhận đường truyền của đồng đội và lập tức tăng tốc để tiếp cận vòng cấm đội bạn. Thế nhưng trước khi tiền đạo người Anh vào được khu vực 16m50 thì thủ môn Martinez đã băng ra đầy quyết đoán. Bóng lập tức bay ra khỏi sân, còn Rashford tỏ ra cực kỳ đau đớn. Ngoài đường pitch, huấn luyện viên Erik ten Hag phản ứng dữ dội, còn nhiều cổ động viên hét lớn yêu cầu trọng tài chính phải rút thẻ đỏ cho thủ thành đội khách. Vậy nhưng chẳng có hình phạt nào được đưa ra và Rashford cũng nhanh chóng quay lại thi đấu. Mọi thứ đang chống lại với chiếc lò xo nén chặt và nhiều người đã nghĩ đến chuyện MU sẽ thua đậm nếu tiếp tục kém duyên như thời gian trước đó. Tất nhiên Martinez không bị phạt do anh chẳng mắc lỗi, nhưng sự cố của nhà vô địch thế giới 2022 cuối cùng cũng đã trở nên vô ích khi một cầu thủ khác của Aston Villa sắm vai báo thủ. Theo đó, phút 59, MU tận dụng thành công sai lầm của Aston Villa và tiếp tục bài đánh Rashford kiến tạo cho Garnacho dứt điểm để khiến sân vận động Old Trafford trở nên sôi động hơn rất nhiều. Lần này thì ngôi sao người Nam Mỹ đã ăn mừng, tiết chế hơn, nhưng hiệu quả mang đến là tối đa khi bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn hợp lệ. Một tín hiệu quá tốt cho huấn luyện viên Erik ten Hag, và rồi ông thầy người Hà Lan tiếp tục thở phào khi Onana chơi rất hay với pha cản phá thần sầu khi Aston Villa dồn lên ngay sau bàn thua. Tất cả đều hiểu rằng MU cần phải có bàn thắng thứ hai càng sớm càng tốt nếu muốn có điểm ở trận cầu cuối cùng của lượt đi. Quyết tâm trên được thể hiện cho pha bóng càn lướt của Rasmus Højlund phút 66. Ngôi sao người Đan Mạch đã rất cố gắng và tưởng như đã kiếm về một quả penalty khi bị đối thủ đốn ngã trong vòng cấm. Vậy nhưng, nhân tố 20 tuổi đã việt vị và rồi cầu thủ này cùng các đồng đội đã miệt mài đưa bóng sang phần sân đội bạn. Quả thật là kỳ lạ khi vào những lúc mà MU bị đẩy vào chân tường thì họ lại chơi tưng bừng nhất. Thậm chí tất cả những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc khiến Quỷ Đỏ nản chí, họ còn quyết tâm hơn gấp bội. May mắn cho họ là thái độ tích cực cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 71. Điều đáng chú ý, người điền tên mình lên bảng tỷ số vẫn là Garnacho cùng pha xử lý miễn chê. Cầu thủ người Argentina đơn giản là tâm điểm của cuộc đấu với quá nhiều khoảnh khắc cảm xúc. Tất nhiên, ngôi sao người Nam Mỹ cũng phải cảm ơn lão tướng Juni Evans khi ở pha tấn công sau đó của Aston Villa. Chính cầu thủ này đã cứu cho đội nhà một bàn thua 10-10. Đến lúc này, các fan MU mất hẳn cảm giác buồn ngủ và họ bắt đầu mơ về điều kỳ diệu. Một kịch bản nghe như cổ tích và đâu ai biết nó hợp hơn với một con người đất nước Đan Mạch. Phút 83, Rasmus Højlund nhắc mọi người nhớ rằng tại sao MU lại bỏ ra nhiều tiền đến vậy để chiêu mộ chàng trai còn quá ít kinh nghiệm. Theo đó, chính chân sút chưa có nổi bàn thắng nào ở EPL suốt 18 vòng đã qua đã có pha xử lý rất hay cả trận để khiến cho cổ động viên phải đứng bật dậy để vỗ tay. Đó là cú sút một chạm đầy đẳng cấp và bóng còn khéo chạm vào cột dọc trước khi lăn vào lưới để tăng tối đa sự kịch tính. Vậy là MU ấn định thắng lợi 3-2 và các fan của họ chắc chắn không thể quên màn ăn mừng bùng nổ và cảm xúc sau đó của Højlund cùng các đồng đội. Họ cũng sẽ nhớ mãi những bước chạy nỗ lực đến mức chuột rút của Garnacho ở thời gian cuối trận. Đến cả Rashford cũng đáng khen khi có một pha kiến tạo và chỉ chịu rời sân sau khi bị đau. Quả thật là đặc biệt và đã lâu lắm rồi các fan MU mới lại cảm xúc như vậy. Nguyên nhân là do trong một ngày đặc biệt, sự tôn nghiêm đã quay trở lại nhà hát của những giấc mơ để đem theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery.